Anh lúc này chạy được không? 8 hả? Được nhiêu rồi? 8. Vô rồi, giờ ra mấy giờ được? 8:08. Là nãy tôi ngồi lúc đằng kia kìa, tôi bất ngờ tôi thấy anh này anh ngủ mà bị cái gì đây, tôi chạy đây tôi hỏi thăm nè. Tự nhiên tôi lại hỏi thăm đại luôn à. Trời ơi, thành ra là anh ngủ tính xe nãy hả? Trời ơi. Vì nãy giờ em nói không biết ông này ông ngủ hay gì đó lại kêu thử coi. Thì ra là anh ngủ. Sao mà ngủ được anh? Sao ngủ được hay hả? Đoạn này ra. Đó, giờ đang điện đồng bọn lại. Tại vì mình quay phim lén á, người ta điện đồng bọn lại để hỏi lý do sao mà quay phim ảnh này nghe. Thấy anh rồi. Tôi đã tìm anh mấy ngày nay luôn. Tôi đi kiếm cái người ngủ trên xe mà tôi đi gặp xe nào cũng không có người ngủ trên á.